mọi người. Và mọi người ơi, trước khi vào video để giới thiệu sản phẩm giảm cân của nhà Nguyễn Huỳnh Như thì mọi người nhìn nha. Đây là hình ảnh trước khi mà Như đã sử dụng giảm cân của nhà mình. Không phải đây là dòng giảm cân đầu tiên mà Như sử dụng cho bản thân của mình. Trong 3 năm sau khi sanh baby thì thật sự Như đã có một cái giai đoạn đó là bị trầm cảm. Tại vì mình tăng cân quá nhiều sau sinh. Mình tăng đến 92kg sau sinh. Và khi mà phụ nữ đã sinh rồi á, thay đổi nội tiết tố nó không còn giảm cân dễ dàng nữa các bạn. Và Như đã phải trải qua một quá trình rất là lâu để có thể có được một vóc dáng đối với Như hiện tại. Đó là một điều kỳ diệu. Đúng là hiện tại Như còn 62kg. Đối với những người khác thì nó vẫn còn rất là mũm mĩm. Nhưng đối với một cô gái từ 92kg còn 63kg thì Như nghĩ đó là một điều rất là hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn khi Như sử dụng cái giảm cân của Như thì Như ăn rất là ngon. Và Như vẫn có thể đáp ứng đủ nhu cầu công việc của mọi người, nhu cầu cuộc sống, và cũng như là Như vẫn đảm bảo chất lượng cho cuộc sống của mình. Một liệu trình giảm cân của Như các bạn yêu cầu giảm từ 3 đến 4kg là Như sẽ không làm được. Tại vì giảm cân nhà Như, thứ nhất, mọi người vẫn ăn ngon, vẫn ngủ ngon và vẫn hoạt động công việc bình thường. Cho nên việc giảm cân đòi hỏi giảm cân phải khỏe các bạn. Và Như đã từng trải qua giảm cân không khỏe, mất đi chất lượng cuộc sống cũng như dẫn đến rất nhiều hệ lụy rồi. Và Như khi mà đã làm ra cái giảm cân của mình để gửi đến cho tất cả các bạn thì Như muốn rằng giảm cân của Như phải gắn liền với đảm bảo chất lượng cuộc sống cho các bạn. Vì các bạn uống vào bên trong cơ thể. Và tất cả sản phẩm của Như đều có đầy đủ giấy phép do Bộ Y tế cấp phép và ban hành. Có giấy chứng nhận của bên phía công an hình sự là không có chất cấm tributamin. Và còn một cái điều đặc biệt hơn nữa, đó là giảm cân nhà Như một tuần các bạn có thể giảm từ 1 đến 2kg thôi. Và các bạn ơi, đó là số ký của các bạn. Các bạn sẽ không bị tăng cân lại, các bạn sẽ không bị thèm ăn lại, hay là các bạn sẽ không bị tất cả các vấn đề trước đó. Và nếu như các cô gái nào đang trong tình trạng dùng quá nhiều giảm cân không giảm thì hãy thử một lần sử dụng giảm cân vị đào của nhà Nguyễn Huỳnh Như. 480.000 cho liệu trình 15 gói, chắc chắn rằng các bạn sẽ cảm thấy nó khác biệt rất nhiều so với giảm cân trên thị trường. Vì tôi cũng chính là một minh chứng trong hành trình giảm cân 3 năm của mình để tìm ra một sản phẩm như thế này. Ok, bạn nào mua mỡ cứng giảm cân lâu năm khó giảm, để lại comment bên dưới Như tư vấn cho các bạn nha. Ok.